Lần đầu ăn thử con nút quế chấm với mắm rút. Trời ngon quá, ngon điếng hồn luôn, ngon điếng dĩa luôn á. Trời ơi mấy bà ơi, cuối cùng thì tôi cũng đã được ăn con nuốt màu xanh da trời, đặc sản của sự quê mộng mơ rồi mấy bà ơi. Trời ơi, cái con nuốt này á, nó làm cho tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác luôn á. Lúc đầu á là tôi thấy người ta ăn, tôi tưởng đâu là người ta pha phẩm màu vô cho cái màu xanh nó đẹp. Ai dè cái màu này là cái màu tự nhiên của nó, nó bị nhiễm sắc thể cho nên là nó có màu này. Mà không những nó có màu này đâu nha, mà nó còn có màu hồng nữa. Trời ơi, cái màu hồng rất là đẹp luôn mấy bà ơi. Tôi tưởng đâu nó là một cái loại sứ mini ở cái vùng nước mặn chứ, ai dè đâu là nó ở vùng nước ngọt đó mấy bà, ở sông ở suối đồ á. Bởi vậy nó lành tính hơn con sứ rất là nhiều. Sau khi rửa vài nước cho nó sạch sẽ thì tôi sẽ ngâm với đá để cho nó giòn hơn nha mấy bà. Tôi nghe nói món này là không thể nào mà thiếu trái vả được luôn á, bởi vậy cái chỗ bán nuốt cho tôi nè có bán kèm trái vả luôn. Trời, lúc đầu tôi gọt trái vả ra ở ngoài nó trắng tươi, mà ở trong nó hồng mưng mởn gì đó. Tôi cũng ngâm muối rồi đầy đủ lắm, mà sau cái lúc bày ra ăn như tao nó đen thui thui lui. Trái vả thì có cũng được, không có thì cũng không sao, nhưng mà cái mắm rút quế này là phải có luôn nha mấy bà. Thì ở trong Sài Gòn tôi cũng ăn xoài non chấm mắm rút nhiều rồi, nhưng mà cái mắm rút quế này như một đẳng cấp khác nha mấy bà. Ôi ơi nó thơm, pha chung với đường với tỏi với ớt, trời ơi nó thơm thì thôi nhé. Rồi bây giờ gặp cái con nuốt này nữa, trời ơi cái con nuốt quế cái màu nó quá đẹp luôn ơi. Nếm thử miếng mắm ruốc thử nha mấy bà nha. Trời ơi mắm ruốc nè. Wow, đã quá à. Mắm ruốc cay thơm. Wow, mắm ruốc này ngon quá mọi người ơi. Mình mua nguyên chất về xong mình pha nha, ngon quá. Ăn đây, quá thèm rồi. Ăn thử con nhỏ nhỏ trước đi. Chứ nhỏ mới biết ăn, chưa có ăn con lớn. Trời ơi, nó đẹp quá không nở ăn luôn á trời. Cái này mình ngâm trong đá nó mát lạnh luôn á. Chấm nha. Wow. Con nuốt không có mùi gì mọi người ơi. Nó chỉ là dai dai giòn giòn sụt sụt. Xong nó mát lạnh luôn, nó mát siêu lạnh luôn. Còn mắm rút nó thơm. Nghe mùi mắm rút là chủ yếu. Còn cái con nuốt này chủ yếu là mình lấy cái sự mát lạnh của nó mọi người. Chứ con nuốt không nghe mùi gì nhiều. Thêm con nữa đi. Cái mắm rút này tôi không có pha mặn nha. Tôi pha kiểu ngọt ngọt đó, mình chấm gọn vô ăn cho đã. Ngon rồi mà. Ngon nha mấy bà ơi. Ơi ngon quá hồn. Chấm với mắm ruốc rất là hợp luôn á. Tôi kẹp chung với rau với đồ nha. Tôi quấn lại. Rau nè, trái vả nè, miếng xoài nữa. Ngon với nè. Ăn hai con. Thôi một con thôi. Một con thôi. Chấm nha. Trời ơi. Trời ơi. Mấy bà ơi. Quấn quéo hết luôn các bạn ơi. Cho miếng ớt nha. Trời ơi là trời, ngon dữ vậy ta. Trời ơi ngon quá.
Ngon muốn chết đi sống lại luôn á. Ngon điếng hồn luôn á, ngon điếng vía luôn á. Ngon bay màu luôn á. Còn mỗi cái màu xanh của con nuốt này thôi á trời ơi. Ngon quá mấy bà ơi, sao ngon dữ vậy ta. Để mình cuốn lộn nhào đi vô mình ăn ngon lắm. Thêm một phát nữa đi. Trời ơi má ơi. Cái vải này mấy bà, nó hơi đen, nó hơi kiểu đen đen dơ dơ. Nhưng mà ăn nó ngon lắm nha. Tôi không biết làm sao cho cái vải nó trắng hết mấy bà ơi, tôi cũng ngâm muối rồi này kia rồi. Bà nào có biết cách nào cho nó trắng thì mấy bà comment cho tôi với tôi là tôi thực sự là tôi bó tay rồi. Cuốn nha, cuốn một nồi vậy luôn nha. Trời ơi. Nước của con nước con túa ra, cái vả thì chát chát, xoài thì chua, rau thơm. Trời ơi, biết bao nhiêu là vị ở trong này luôn mấy bà ơi. Ngon quá. Tôi ăn thử cái con màu trắng trắng nha mấy bà. Cay, cắn trúng ớt. Này làm trà xanh nha mấy bà, không phải lúa mạch đâu nha mấy mẹ. Trà đá đó mấy mẹ, phải lúa mạch đâu mà tưởng nó là Diệp Vương đâu lúa mạch. Diệp Vương trời chỉ ăn con nuốt thôi mấy bà ơi. Ngon quá, bây giờ tôi sẽ cuốn bánh tráng đi. Bánh tráng mè miền Trung. Cuốn nha, cuốn rau quế nè, tôi thích ăn rau quế đó mấy bà ơi. Rau quế nè. Ây da, lá ngò nè, xoài nè, hai miếng xoài mới vừa, trái vả nè, đó, nuốt nè. Cuốn lại nha. Thì thôi nhé mấy bà ơi, sẵn sàng chưa mấy bà? Ngon dữ trời. Cuốn ăn thì ngon thiệt các mấy bà, nhưng mà cái con nuốt á nó trơn, nó tuột tà la. Đó. Nãy giờ ngoài thèm không? Thèm. Bây giờ sẽ làm cho chồng miếng thử nha. Trời ơi nó ngon lắm chồng ơi. Nhìn nó như sương sa á. Ăn nó giống như tôm sống không? Nó lại không ngọt là tôm sống, có nghĩa là nó không có bị ngọt, nó kiểu là giòn sừng sực và nó mát. Cái con nào mình gấp lên cảm giác nó cứng là nó sẽ rất là giòn. Nó xài kẹp ở dưới nè. Rồi. Thêm miếng vả nữa. Trường hành nó thấy ngon ngon hết nước luôn hả? Nãy giờ là vợ mời mấy bà rồi, giờ chồng mời mấy ông đi. Rồi, mời mấy anh em nha. Quá trời. Cho vô miệng liền. Cho mấy ông cảm nhận đi chứ ông đang ngồi vậy không hả? Tỉnh lại chồng ơi, tỉnh lại. Xỉu trong bụng xỉu ra rồi. Ngon quá. Gì mất cục luôn vậy? Cay à? Cái này bị cay là sẽ bị mất cục. Tại vì trong này tôi có làm ớt á. Ngon ha. Y chang tôm, tôm sống luôn. Nhưng mà nó không ngọt bằng tôm đâu, nhưng mà nó giòn hơn tôm. Nó ngon hơn sữa nhiều luôn á. Bạn của nó cục hoài. Thông cảm, không biết ăn cay. Nghe cái răng ra, không thấy cái răng đâu luôn, thấy rau không ạ? Rồi, nó nêu cảm nhận với mấy ông đi, để mấy ông biết. Kiểu như là nó mọng nước, nó giòn sừng sực, cộng thêm cái mùi mắm ruốc nhỉ? Nó thơm lừng mà nó ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay. Nhưng mà bây giờ nó có làm miếng nữa không? Miếng nữa. Miếng nữa mới cảm nhận được nữa. Bây giờ vậy cho chồng một con trắng tươi luôn. My god. Ăn không có chuyện nha, có thấy review mà không có chuyện.
Trời ơi là trời, mà mình thứ ba luôn. Ngon quá không? Thật sự nó ngon lắm mấy bạn ơi. Nó lạ lắm mọi người, cái sự kết hợp giữa cái con nước này với lại mắm ruốc, với lại ăn chung với mấy cái mà topping á, kiểu như nó quện lại nó bùng nổ. Phải gọi từ là bùng nổ luôn á. Cái rau sống này nè, nó sọc cái mùi thơm tươi mà kiểu thơm mát á, da giòn sần sật, mắm ruốc này thơm. Cái con nước này á là 90.000 nửa ký, 1 ký 180 rồi. Mắc ha. Nhưng mà tôi nghe là ở ngoài Huế người ta bán là 3-40 ký thôi. Nhưng mà kiểu vô trong Sài Gòn vận chuyển này kia nữa. Nói chung là giá vận chuyển ở trong Sài Gòn là bị cao, nhưng mà xứng đáng mọi người ơi. Ngon thiệt. Đáng. Ai mà thấy đâu bán mua thử đi, nó ngon lắm. Thứ ba nha. Làm đi nữa.